Hello anh em, hôm nay thì Huy sẽ lên một cái combo siêu hot và đây là một cái combo cuối cùng đi Bắc Ninh. Tại vì sao thì Huy lại nói là một cái combo siêu hot và đây lại là một combo cuối cùng ạ? Tại vì là cái hệ thống dàn máy này mọi người. Hệ thống dàn máy này thì sử dụng đẩy Wonderfuel 9004 và hiện tại là con đẩy này đã hết hàng rồi và đây là con đẩy cuối cùng của cái combo dàn siêu hot này. Hôm nay thì Huy sẽ lên cho anh khách ở tại Bắc Ninh ha. Một con đẩy 4 kênh Wonderfuel 9004 sẽ đánh cho một cặp súp 50 ADD Pro từ 280-125 và hai cặp Array 40 ha. Đó, và bộ này chúng ta sử dụng là Micro ADD Pro KR902, vang số Wonderfuel X10 Plus, quản lý nguồn điện Wonderfuel 802 và một cái tủ micro đây mọi người. Mixer thì chúng ta đi mixer MFX12/2, Huy sẽ móc được eco cũng như là reverter lên mà mixer đây mọi người. Thì cái combo này thì trong thời gian vừa qua mọi người có thể thấy mình lắp rất là nhiều, một tháng mà lắp tới mấy chục cấu hình giống như thế này. Nhưng mà hiện tại là đẩy đã hết hàng rồi. Thì đây chính là combo siêu hot cuối cùng. Thì sau này những anh em nào chúng ta lấy những combo giống như thế này thì chúng ta sẽ lựa chọn qua con đẩy khác, chứ không còn dòng đẩy Wonderfuel 9004 nữa ha. Đây là combo loa mọi người. Bây giờ thì loa thì bên Huy đã dựng lên hết rồi. Bây giờ sẽ set up và sẽ đóng hàng chuyển ra ngoài Bắc Ninh nha. Bộ này thì bên Huy sẽ không có ra trực tiếp, chính vì thế là bên Huy sẽ set up 6 chế độ chương trình ở trên con vang số. Về đó khách hàng chỉ cần là bấm remote, chúng ta sẽ tự động loát chương trình qua. Đây là một combo rất là hay, chúng ta có thể sử dụng cho 350 khách ở ngoài trời. Rồi bây giờ thì xin mời tất cả khán giả cùng theo dõi bên Huy set up và test nha. Bộ này thì Huy đã test ở bên ngoài trời rất là nhiều rồi. Hôm nay thì Huy sẽ set up ở trong nhà và sau đó sẽ gửi ra Bắc Ninh. Nếu mà đẩy mà chưa mở mà anh mở được nhạc lên là cũng hay à. Quản lý nguồn chưa mở. Bộ này thì bên Huy thiết kế cái cửa này mọi người. Không có mở ra hết mà chúng ta sẽ lật qua bên cạnh như thế này ha. Cũng rất là hay. Rồi bây giờ mọi người cùng nghe thử âm thanh nhá. Đây Huy đang giảm bass này, cho bass lên xíu ạ. Bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng nghe Huy hát các dàn Array ADD Pro để hôm nay chuẩn bị gửi ra Bắc Ninh cho khách nha mọi người. Xin mời mọi người. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ mơ về.